Thì chúng chào cô chú nha. Thì hôm nay chúng sẽ chia sẻ cô chú anh chị mình sơn cái hòn hoàn thiện và sơn bóng cái chậu luôn nha. Thì trước tiên mình sơn cái hòn trước đi. Cái hòn thì hôm qua chúng ta sơn cái màu đen rồi. Thì bây giờ chúng sẽ dặm cái màu trắng anh chị. Dặm cái màu trắng. Màu trắng mình pha cái bột màu trắng á. Bột màu trắng mình cứ sơn giả cái màu trắng lên cho nó giống núi á. Đó, giống cái núi đá tuyết sơn, sơn giả giả lên. Này mình sử dụng bột màu trắng không anh chị, đó cái mình quét lên cái nồi dẻ nè, nó giảm cái nước sơn thì mình quét lên. Đây mình dùng cọ mình quét lên gì đây nha anh chị, đây anh chị quét gì đó, quét gì đây sẽ nó có màu trắng, nó sẽ giống cái núi núi hơn. Cái núi mình nó sẽ đẹp hơn anh chị. Đây, mình quét xương xương lên về nè, đó, anh cứ chấm cho nó giảm cái mớ nước sơn rồi anh chị mình cứ quét gì đây, cứ quét màu trắng sương sương lên là nó giống nó đẹp nha anh chị, cứ quét lên rất là đơn giản, rất là dễ sơn nha anh chị. Mình sơn muốn sơn như vậy thì cần phải sơn lót cái màu đen trước, cứ sơn lót cái màu đen trước rồi xong mình quét cái màu này lên, quét màu trắng lên là nó ra. Vậy thật rất là dễ luôn ha. Chung sơn lại cây cầu của anh chị. Thì cây cầu mình sơn cái màu trắng thì nhìn nó hơi chổi cái hòn nha, hơi chổi màu cái hòn, để cái hòn nó quá trắng á. Đây là chung sơn là màu vàng, anh chị mình thấy cái coi nó được hơn anh chị, mình thấy nó không hợp thì mình sơn lại màu vàng nhìn nó đẹp hơn nha. Màu vàng này nhìn nó cũng nổi luôn mà nó không có chổi cái hòn của mình. Này thì cây cầu là chung sơn hai nước anh chị, sơn hai nước là xong rồi. Bây giờ chúng hướng dẫn của anh chị mình pha keo 2K để mình sơn cái chậu nha anh chị, sơn cái chậu da gỗ. Anh chị mình đổ keo ra là keo bóng 2K nha, cái chậu nó cũng ít rồi nên mình pha vừa phải thôi. Rồi như vậy là đủ sơn rồi anh chị. Nó có một lon lớn thì cái keo, còn lon nhỏ là chất viết nha. Đây lon nhỏ là chất viết nè, là cái chất đông cứng nên là mình để lâu nó sẽ bị khó mở ra anh chị, mình dùng kim bấm mình dặn ra. Rồi mình đổ chất viết vô. Rồi. Có chất viết có keo để mới chết anh chị, còn mình đổ keo 2K vô không thì nó không có chết được.
nên là hai cái này phải đi chung với nhau. Rồi mình đổ xăng thơm vô, xăng thơm mình đổ xăng thơm vô. Xong anh chị mình chỉ dùng cái cọ mình đánh cho nó đều keo lên là mình ra mình sơn đây. Thì trong quá trình mình sơn mình thấy cái keo nó đặc thì mình cứ thêm xăng thơm vô là được rồi. À, giờ chúng sẽ ra sơn cái chậu anh chị. Rồi, phủ bóng cái chậu trước đi. Quét tới đâu là nó bóng tới đó luôn keo này. Thì cái thời gian keo nó khô khoảng tầm 5-10 phút gì đó, tùy theo thời tiết nắng nó mau khô đó. Đó, mình quét rồi. Bóng hới luôn, cái này nó bóng thì nó giữ cái nước sơn mình cho nó nước sơn mình giữ cái bờ màu nước sơn mình nó bền hơn nha anh chị. Rồi, cô chú Trung đã sơn hoàn thiện cái hòn cô chú anh chị. Thì Trung đã sơn cái chậu da gỗ, chậu da gỗ mình để cái hòn lên. Đó, thì nãy giờ Trung đã bưng bê và để lên xong rồi luôn. Thì vừa xong rồi Trung quay video chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Thì cái hòn này, cái hòn với cái chậu là toàn bộ là một mình nên Trung làm hết. Đó, mình nên Trung làm, mình nên Trung thiên luôn. Này là mình nên một mình ơi, mình có thể là mình di chuyển được cái hòn này luôn cô chú anh chị. Đó. Mình biết cách khiêng là khiêng rất là nhẹ, chậu cũng khiêng mình lên và hòn cũng khiêng mình lên luôn. Thì bây giờ còn cái công đoạn cuối cùng là mình trồng cây. Đây là cái cây Trung chọn để trồng lên cái hòn của anh chị. Thì Trung sẽ trồng cái cây này lên cái hòn. Cây này mình trồng lên đây, trồng vô cái chỗ trồng cây Trung đã chừa ở chỗ này. Ở anh chị trồng ở đây và mình đưa cái nhánh cho nó ra bên cái chỗ thác nước xíu, thác nước chảy ở đây nha. Này Trung chưa có thử nước anh chị, tại vì mình vài bữa nói chung sẽ gắn cái quan nước ở đây nè, cái quan nước đây gắn lại để cho mình xả nước vài bữa đi rồi mình bỏ nước vô đó. Cô chị mình thấy cái cầu Trung sơn là mình sơn cái màu vàng nha, xong mình vẽ những cái lằn đỏ này cho nó nổi bật cây cầu cho nó đẹp. Cây cầu là nhìn là cái cầu rất là đẹp anh chị, nổi bật rất là đẹp nha. Và cái này Trung chưa có thêm tượng gì hết trơn á, tượng Trung còn gắn trên đây nè, gắn đây một cái ngôi tháp ở đây, có thể là để một cái ngôi chùa ở đây của anh chị. Đó, có đường đi lên nha, có đường đi lên nè, đường đi lên nè. Ở đây mình có thể là để cái tượng gì đó cũng được nè, đây để một người người ta đang đứng đây cũng được anh chị, trong đây mình để ngôi nhà trong đây cũng được. Nói chung là còn sắp xếp tượng nữa đó, chỉ mới là cái phần thô đây, còn mình gắn cái tượng với mình mua máy để mình bơm nước lên với bóng đèn Trung sẽ gắn dưới đây nè, gắn lộn dưới đây nè cô chú anh chị. Đó, hai cái móc này Trung để kê cái bóng đèn lên. Bóng đèn mình chắc mua bóng đèn trắng á, tại vì cái chậu bên trong mình sơn cái màu xanh rồi, chỉ cần mua bóng đèn trắng là mình bật lên nó sáng.
với cái máy phun khói. Máy phun khói chúng sẽ để dưới đây, dưới cái thác nước này thì sẽ phun khói lên rất là đẹp anh chị. Thì bây giờ chúng sẽ trồng cái cây vô và chia sẻ cho anh chị mình xem luôn. Thì chúng đã trồng cây xong của anh chị và mới xả nước cho sạch sạch cái hòn, tại vì trồng cây nó dơ bụi nó rớt xuống. Thì cái này thì mình muốn thả cá thì phải ngâm nước khoảng tầm 1-2 hôm, tại nó còn ba cái mũi keo keo 2k chúng đã quét bóng cái chậu á, nên là mình ngâm nước vài bữa rồi mình thả cá bình thường anh chị. Thì có thời gian chúng sẽ chia sẻ của anh chị mình thêm một cái video gắn máy, gắn bóng đèn và thử nước cho cái hòn nó chảy, gắn tượng luôn, gắn tượng. Thì chúng sẽ chia sẻ một cái video mà hoàn thiện hơn nữa để chia sẻ cùng chúng chị mình. Còn cùng chị mình có nhu cầu mua hòn non bộ thì liên hệ với Trung nha. Hòn non bộ này mini thôi, cùng chị nào mình có không gian nhà nó chật hẹp thì mua cái hòn này mình để một góc nào đó cũng rất là đẹp anh chị. Nó không có chiếm không gian nhiều, cái chậu da gỗ sơn nó độc lạ đẹp, và một cái hòn này nó không có cái hòn này mình trồng cây mình bắt cái nước lên cho nó chảy gốc gách cũng rất là ok của anh chị. Thì chung chia sẻ video tới đây cũng xin kết thúc. Thì cuối video chúc của anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong sống nha.